Xin chào, tôi là Tomato Hường, chuyên gia trong lĩnh vực Affiliate Marketing. Ở các video trước, các bạn đã xây cho mình cái kênh theo hướng dẫn từng bước hai video trước chưa? Nếu chưa, các bạn hãy làm. Thì ở video này, Hường sẽ giúp cho các bạn có cái video đầu tiên trên kênh này. Hiện tại là trên kênh này hiện tại là không có video nào và cũng chưa có lượt đăng ký nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng xây nó. Bây giờ để chúng ta có một cái video nhanh nhất thì Hường có một cách, đó là Hường sẽ lấy một cái video của nhà cung cấp đăng lên để cho chúng ta tốc độ nhanh nhất, để chúng ta cảm thấy là hoàn thiện cái kênh của mình và chúng ta sẽ làm những video tiếp theo nhanh hơn. Bây giờ Hường sẽ lên, Hường lấy video bán hàng của nhà cung cấp. Ở đây là không phải nhà cung cấp nào họ cũng cho mình lấy video, chỉ có một số nhà cung cấp thôi. Thì bây giờ Hường sẽ lấy ví dụ một nhà cung cấp họ cho mình đăng cái video đó trên kênh YouTube. Bây giờ Hường, như ban đầu thì Hường cần một cái video liên quan tới cao huyết áp. Các bạn có thể vào ngách một cái ngách nào mình thích và chọn một cái video trong cái sản phẩm đó để chúng ta đọc ở trong cái chính sách của nhà cung cấp, xem thử họ có cho đăng video trên kênh YouTube không. Nếu mà chúng ta không biết nữa thì chúng ta có thể chat trực tiếp với họ mà chúng ta hỏi. Trong trường hợp, một số trường hợp thì mình cũng chơi không hỏi luôn, trong trường hợp họ bảo hủy thì mình hủy thôi. Tại đấy, bây giờ ví dụ như Hường muốn bán cái sản phẩm này thì Hường bấm vào đây là cái link, cái trang bán hàng của họ. Ok, đây là cái video Hường muốn lấy cái video này xuống nè. Muốn lấy cái video này xuống để mà đăng lên cái kênh YouTube của mình. Đây là một cái video bán hàng. Ok, làm nào để lấy? Thì bây giờ mình chỉ cần là mở một cái trình duyệt. Ví dụ như trình duyệt cốc cốc đi. Đây thì mình sẽ copy cái link này. Mình bỏ vào trình duyệt cốc cốc. Ở trình duyệt cốc cốc thì nó sẽ cho mình tải xuống nè. Xem có chất lượng nào, full HD, tải xuống download nó. Đây là video đầu tiên. Khi nó tải thì mình sẽ bắt đầu là đăng cái video đó lên kênh của mình. Rồi chúng ta sẽ bấm vào tải video lên ở đây, hoặc là bấm vào dấu cộng ở bên góc phía bên phải ở trên. Bây giờ Hường bấm vào nút tải video lên nè. Tải cái video vừa chọn. Ví dụ như mình sẽ coi. Tải nó lên. Viết phần mô tả này nọ các thứ ở đây. Có cái phần tải hình thu nhỏ lên, tiêu đề của video. Ví dụ như mình sẽ coi thử là những người họ bị cao huyết áp họ thường search cái gì, thì chúng ta sẽ dùng một công cụ tìm kiếm từ khóa. Bây giờ đây là công cụ tìm kiếm từ khóa, làm nào để truy cập cái này. Nếu như các bạn chưa biết thì các bạn hãy xem cái video khác trên kênh của Hường nha. Ví dụ như Hường sẽ nhập vô là high blood pressure chẳng hạn, và thử hỏi search cái gì là nhiều. Chúng ta xem kết quả. Ở đây mình sẽ để vị trí của nó là mình xóa Việt Nam đi, mình để là US, Hoa Kỳ luôn, US đấy, nguyên cả vùng đất Hoa Kỳ, Canada, mục tiêu nó. Rồi chúng ta sẽ có quốc gia nào được, thôi tạm thời hai quốc gia này, mình phải đổi nó là tiếng Anh thì nó mới được nha. Giữ tiếng Anh đi. Đấy, thì chúng ta mới ra những cái từ mình thấy nè, 100.000 đến 1 triệu tìm kiếm, 100.000 triệu tìm kiếm, vân vân. Thì mình sẽ xem nguyên nhân gây ra high blood pressure, rồi mình kiếm những cái người nào họ muốn điều trị kìa. High blood pressure treatment từ 1.000 đến 10.000 mỗi tháng. Mình search lại xem nào. Rồi, search lại xem kết quả xem. Rồi chúng ta sẽ thấy là lower high blood pressure 1.000 đến 10.000 mỗi tháng, 10.000 đến 100.000 này. How to reduce blood pressure, làm nào là giảm huyết áp nè. Như vậy thì cái từ này mình thấy là người ta search nhiều hơn nè, 10.000 đến 100.000 mỗi tháng. Rồi lower blood pressure đấy, 100.000 đến 1 triệu mỗi tháng. 10.000 đến 100.000 đấy, chúng ta sẽ thấy những cái từ nào. Chúng ta sẽ làm cái tiêu đề của nó đây. Thôi bây giờ mình chơi lower blood pressure đi. Cái này thì nó xuất nhiều. Và nó xuất rất nhiều mỗi tháng ấy. Cho từ này vô đi. 100 ngàn đến 1 triệu là hơi cao đó nha. Bình thường mọi người có thể lấy là những cái này cho đỡ cạnh tranh hơn. 10 ngàn cho đến 100 ngàn chẳng hạn. Tôi sẽ lấy cái từ này. Ok. Bây giờ Hường sẽ cho nó ở đây.
Rồi mình sell cái kênh mình là bằng cách là mình để cái kênh của mình nó tên là healthcare, mình để tên kênh ở đây. À. Ok. Như vậy thì mình đã có một cái tiêu đề. Thứ nhất đó là cái tên của cái video, cái thứ hai đó là cái từ khóa mà mình muốn sell nó. Sell nó. Và tiếp theo đó là cái từ healthcare là rất là cái tên của kênh. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái hình thu nhỏ. Đây, YouTube thumbnail đây. Ta có thể lấy một cái như này chẳng hạn. Lên là Pixabay. Ở nơi đây thì mình được lấy ảnh miễn phí. Mình sẽ gọi là blood pressure xem nào. Rồi chúng ta sẽ thiết kế ảnh. Ví dụ như để hình trái tim này lưu đó. Save image. Lưu nó. Rồi chúng ta sẽ tải nó lên đây. Đây là trang sản phẩm của chúng ta. Giờ mình sẽ thấy đó là coi thử cái trang sản phẩm có gì hay. Sim exercise flower. Ở đây là kênh của chúng ta nó đã ngưng xử lý video quá dài thì nó sẽ có một số yêu cầu. Ví dụ như là tải video dài hơn 15 phút lên đó thì mình phải xác định cái tài khoản của mình. Bấm vào verify. Gửi mã xác minh bằng văn bản thì để số điện thoại vô, ví dụ như là 0964 008800 đi. Rồi ok. Mình sẽ xác minh số số. Rồi 035468. Là nó sẽ gửi cái mã tới cái số điện thoại của mình. Rồi mình sẽ nhập vào đây. Rồi ok, số điện thoại đã được xác minh. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tải lại. Tải lại. Làm lại đi. Rồi ok, mình sẽ để như hồi nãy. Đây, cái từ khóa mình muốn sale ở đây. Đây là cái tên của kênh. Rồi. Hình thu nhỏ. Mình vừa mới làm xong, mình nên để thu nhỏ bằng cái từ khóa của mình luôn. Rồi sau đó chúng ta open nó. Rồi tạm thời những cái thông tin này mình chưa điền thì mình tạm thời để đấy, rồi mình bấm tiếp đi. Tiếp. Rồi tiếp luôn. Mình sẽ đăng luôn. Lưu hoặc xuất bản luôn. Công khai nó luôn.
Ok vậy ha. Còn cái video này mình xóa nó đi. Bởi vì lúc nãy kênh chưa có xác nhận nên là nó không cho đăng video dài. Bây giờ mình sẽ xóa cái video này đi, bấm vào nút xóa video và xóa nó. Rồi xóa video. Ok, như vậy thì cái video này nó đang up lên. Nó đang trong quá trình xử lý, mình có thể bấm vào cái dấu bút chì để chỉnh sửa. Như vậy thì mình sẽ đăng một cái video căn bản lên như vậy. Mình sẽ tiếp tục tối ưu cái kênh này ở các video tiếp theo. Hãy share cái video này cho cái người cần, hoặc là mình gửi cái video này cho bạn bè, những người ai đang quan tâm tới affiliate marketing, hoặc chính bạn share lên tường để các bạn có thể lưu lại cái bình luận những cái thắc mắc của bạn ở bên dưới. Bởi vì chính những cái bình luận cũng như nút like của các bạn cũng chính là động lực để mình có thể làm nhiều hơn video chia sẻ về cách kiếm tiền ở trên affiliate marketing với Clickbank.